của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Hà ơi, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày lại nhận được rất là nhiều thư của quý vị khán giả đó. Chà, cô rất thích nghe tâm sự của khán giả đó. Ngọc Hương mau mau đọc thư cho cô nghe đi. Dạ. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi là Bảo Ngọc, tôi có con trai nhỏ tuổi, 5 tuổi. Nhưng mà con trai của tôi á, đặc biệt á, là không có thích ăn cơm, mà chỉ thích ăn những món ăn nhẹ nè, mà ngon, mà bổ nữa. Nhưng mà vốn liếng về những món ăn này của tôi thì hơi hạn chế, nên nhờ chương trình hướng dẫn những món ăn như thế này. À, mà quên, chia sẻ với chương trình một điều rất là thú vị. Vốn là tôi với mẹ chồng thì không có hợp nhau, nhưng mà từ khi xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì hai mẹ con trở nên thân và cùng chia sẻ cho nhau những bí quyết nấu ăn của món ngon mỗi ngày đó nha. Cảm ơn chị Bảo Ngọc nhé. Câu chuyện của chị thật là thú vị. Chúng tôi rất vui khi có thể là chiếc cầu nối trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu của chị. Chúc chị luôn vui vẻ cùng gia đình nhé. Rồi còn yêu cầu của chị Bảo Ngọc thì sao hả cô Hà? Một món ăn hấp dẫn được các bạn nhỏ nè, ngon bổ nhanh chóng nữa. À, cô nghĩ ra rồi, đó là món bánh trứng nướng nhân thịt đó. Vậy thì ngày hôm nay, Ngọc Hương và cô Hà xin mời quý vị khán giả cùng vào bếp với món ngon mỗi ngày, với món bánh trứng nướng nhân thịt. Để làm một lượng bánh này, chúng ta cần có các nguyên liệu sau: 60g bột mì, 120ml kem sữa, 2 quả trứng gà, 100g thịt ba loại xông khói, 40g bơ, 35g hành tây cắt hạt lựu, 1 muỗng ngò tây băm nhỏ, bột nhục đậu khấu, dầu ăn, tiêu và hạt nêm Ajinomoto. Thì bột này thì chúng ta nên rây trước khi nhồi bột. Này cô đã rây sẵn rồi, thì chúng ta sẽ đổ lượng bột này ra bàn. Mình sẽ cho tiếp là 25g bơ vào. Trước hết thì mình sẽ nhồi đều phần bơ này cùng với bột. Dạ. Thì mình sẽ cho từ từ 15ml nước vào. Dạ. Bột sau khi đã nhồi xong thì mình sẽ cho vào một cái tô và mình dùng một cái khăn ẩm, mình ủ lại trong vòng 30 phút. Ngọc Hương nghĩ á, khi mà chúng ta ủ bột như vậy chắc chắn phải có một cái tác dụng gì đúng không cô Hà? Đúng rồi, câu hỏi của Ngọc Hương rất hay. Mình ủ bột bằng khăn ẩm để giúp cái bột vỏ này một chút khi mình nướng lên thì cái vỏ bánh nó sẽ xốp hơn và không bị cay cứng sau khi nướng đó. Thịt ba rọi xông khói này cô sẽ cắt sợi. Cô đặt một cái chảo lên bếp. Rồi, giao cho Ngọc Hương cái sạn này. Mình sẽ cho một ít dầu, nhớ là ít thôi nha Ngọc Hương ha. Dạ. Mình sẽ cho phần thịt ba rọi xông khói này vào. Rồi Ngọc Hương đảo đều cho cô nha. Dạ. Còn cô thì cô sẽ chuẩn bị phần kem sữa và trứng. Trứng này á thì mình sẽ đặt ra. Mình xào thịt cho đến khi nào hả cô Hà? Đến khi nó ra bớt mỡ và thịt nó hơi xém lại một chút Ngọc Hương ha. Dạ. Rồi, cô sẽ quậy cái trứng này lên ha. Dạ. Sau khi đập trứng xong thì mình sẽ cho kem sữa vào từ từ và mình khuấy đều. Ngọc Hương nghĩ là được rồi đúng không cô? Cái phần thịt này nè. Đúng rồi đó Ngọc Hương. Ngọc Hương tắt bếp nha. Em tắt bếp đi cô. Dạ. Trứng và kem sữa sau khi khuấy xong thì mình sẽ nêm thêm vào một ít tiêu, một muỗng hạt nêm Ajinomoto. Dạ. Và một ít bột nhục đậu khấu. Rồi mình sẽ khuấy cho gia vị tan vào trong kem sữa và trứng này. Cô Hà ơi, Ngọc Hương đang suy nghĩ á, là Ngọc Hương không biết là tác dụng của bột nhục đậu khấu trong món ăn này là như thế nào á cô? À, bột nhục đậu khấu trong món ăn này là thì sẽ giúp cái nhân bánh một chút mình nướng lên nó sẽ thơm hơn và nó không nặng mùi trứng. Dạ. Ha. Rồi bây giờ phần thịt ba loại xông khói này mình sẽ chắc bớt cái phần dầu ra. Dạ. Ha. Tiếp theo thì mình lại bắt lên bếp. Rồi Hương mở bếp giùm cô. Mình tiếp tục cho một chút bơ vào. Dạ. Sau đó thì mình sẽ cho hành tây vào. Xào đến khi mà hành tây trong thì mình sẽ cho thêm ngò tây này vào. Dạ. Bây giờ sau khi tắt lửa thì mình sẽ cho nó ra tô. Mình để cho thật nguội. Dạ. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra, mình cán và mình tạo hình vỏ bánh. Dạ. Mình sẽ cán đều miếng bột này ra. Dạ. Mà dày khoảng 3 ly. Ha. Dạ. Trước khi mà mình cho bột vào trong khuôn bánh á, thì mình sẽ thoa bơ và mình rắc thêm một lớp bột nữa. Dạ. Ở trên cái khuôn này để một chút mình nướng xong á, thì bánh mình lấy ra rất là dễ dàng. Dạ. Sau khi cái khuôn này đã được thoa bơ và rắc bột, cô sẽ dùng cái khuôn ấn này, cô ấn một miếng bột như thế này. Rồi chúng ta cho vào khuôn. Dạ. Rồi, đối với lại vỏ bánh á, thì mình sẽ nướng ở 160 độ C trong vòng 15 phút. Chúng ta sẽ lấy bánh ra.
Đây mới chỉ là vỏ bánh thôi. Ừ, ông Hương biết mà. Tiếp đến, mình sẽ cho nhân vào bên trong. Dạ. Kế tiếp thì mình sẽ chan cái kem sữa và trứng này vào. Ha, mình đừng có chan đầy quá. Dạ. Thì nó sẽ bị tràn ra, nó không có đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ cho bánh vào lò, mình lại nướng 15 phút cho phần kem sữa này chín luôn. Rồi, Ngọc Hương chờ chút xíu nha. Dạ. Rồi, cô trình bày sắp xong rồi. Nhìn thật đó, hấp dẫn. Vậy là xong rồi đó. Và cô mời Ngọc Hương. Dạ, cảm ơn cô Hà. Rồi, chấm một miếng tương ớt đúng không cô? Đúng rồi. Cô Hà ơi, vỏ bánh á, thì xốp nè, không có bị chai cứng sau khi mà chúng ta nướng. Nhân thì rất là vừa ăn. Tóm lại món ăn này á, Ngọc Hương tin chắc là không chỉ riêng Ngọc Hương mà quý vị khán giả sau khi thực hiện chắc chắn sẽ gửi thư về cho chương trình. Và cảm ơn cô Hà đó. Rồi, cô cảm ơn Ngọc Hương. Ngọc Hương nhận xét thật là tinh tế và đó cũng chính là những yêu cầu cần đạt của món bánh này. Đặc biệt là chị Bảo Ngọc, trong ngày hôm nay thì đã có thêm một món bánh mới để có thể làm cho con trai của mình ăn rồi. Quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và cô Hà xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.